rồi, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Vào nay thì mình sẽ làm về khẩu AR-12X Mark, một khẩu súng khá đẹp khi mà nó được khắc lên thân mình một dòng chữ Merry Christmas. Nhân tiện đây thì mình cũng chúc các bạn một Giáng sinh vui vẻ nha. Rồi, khẩu súng khá đẹp. Mình mang theo cái shovel X Mark để cho nó đồng bộ về cái set súng. Mình không mang theo lục. Mày chạy đi đâu à con lợn này? Á đồ anh tơ kìa. Ủa ôi, anh ấy lượn như người say rượu ấy. Vâng, té thôi. Gặp mấy cái thằng như thế này thì nó kiểu như là lag ấy, thì nó cào rất là xa. Tốt nhất thì nên né ra để không thể hiện cái độ ngu làm gì. Tại vì gặp thằng say rượu thì liệm con đó chả vỡ đầu. Rồi, thì nhiên zoom non bật đi chậm ạ. Vâng, đây là zoom 3 chứ không phải C4 đâu. Bây giờ bạn có bật đi chậm hay là bạn đi bật bò đi chăng nữa thì mình cũng không cứ bật âm thanh đâu. Té rồi bạn ơi. Rồi, mình không đeo tai nghe ở cái map đấu này. À, ở cái chế độ zoom 3. Nên bây giờ có bật như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không có nghe đâu. Rồi, chị y tá. Té thôi. Rồi, rồi vẫn đuổi theo. Cày, vâng. Chị y tá bắt đầu cày cái thằng cầm Thompson Bang và quyết định là hiếp chết nó nhưng không được. Rồi, vẫn quyết định là vẫn cố gắng đuổi theo. Rồi, những thằng Thompson Bang nó nhầy lắm. Thì mệnh cái khẩu Thompson Bang đấy mà đuổi theo được thì đúng là siêu nhân rồi. Úi trời ơi, chúng ta lại thuộc về nhau rồi. Bắn siêu ga. cái tên game bựa vãi nồi. Vâng, té rồi, có còn hai thằng nữa là mình có hero. Và chúng ta sẽ cùng đợi hai chữ hero nhập vào thân thể của mình. Vâng, một thân thể cực kỳ là trong trắng và ngọc ngà. Mình còn Trini nhá. Chưa thằng nào bốc zin. Trời ơi, mày đứng trên này là mày chết chắc rồi con lợn này. Bố mày lên đây đứng cùng là kiểu gì? Trời ơi, mới nhắc thôi. Ơ sao thằng y tá nó lên nó cào được ta? Hư cấu vậy? Ôi, sao lại đạp lên đầu nhau mà đi thế này? Rồi, biến luôn. Làm gì đây? Mình sẽ chơi hero down. Tại vì anh em hay bảo mình chơi hero súng ý, nó không có sướng. Vâng, chơi hero down thì nó kịch tính hơn. Anh em bảo là như thế. Này thì kịch tính hơn này. Vâng, cảm giác là chém nó đã tay hơn thay vì chơi hero súng. Rồi, bơi hết vào đây. Bố mày lại sợ mày quá cơ, đâu rồi? Sợ chưa? Rồi, chém vài nhát là yếu ngay à. Vâng, chạy đi hết luôn ạ. Hero down thì các bạn chỉ áp dụng với cái phòng 10 người thôi. Chứ còn cái phòng 16 người ấy, các bạn chơi hero down các bạn không chơi được đâu. Trừ phi các bạn chạy, các bạn chém. Còn lao vào chém ầm ầm như thế thì nó dã sấp mặt lờ. Còn chơi hero súng nó vẫn thích hơn. Tại vì vừa chạy vừa bắn, nó ức chế cho bọn zombie. Còn hero down thì không thể vừa chạy vừa chém được. Đấy, một khẩu súng khá là mạnh. Cảm giác súng free, ấy chứ nhầm, súng cùi mà đam như này là được rồi. Vâng, khẩu này thì nó cũng như A12 thường thôi. Nó chỉ thay đổi cái skin bên ngoài. Đấy, nói hơi sự thật mất lòng nhưng nó là như thế rồi. Mình không có cái cảm giác gì nó mạnh hơn. Mà nó mạnh hơn thì cũng không được bao nhiêu đâu. Tôi không biết là khẩu này sắp tới sẽ được add vào cái chỗ nào. Mình nghĩ là nó sẽ được cho free chăng? Không mong là như thế. Còn một con nữa đâu? À đây rồi. Rồi, còn con nữa. Yêu lắm cơ. Thì mậy. Lại đây. Joker này. Rồi, thần bài. Lại đây, lại đây. Thần bài sao cầm liềm nhở? Hư cấu. Mày chạy đâu ấy? Úi dồi ôi. Ra đây thì nó liếm chết à. Vâng, đạn nó cứ giá vào mồm ý. Ầm ầm. Tự nhiên lừa tình kìa. Khó lắm bạn ơi. Cái phòng này khó lừa lắm. Trong khi còn mỗi bạn thôi. Hết sợ luôn. Làm gì mà căng vậy? Cầm cận chiến mà dã. Rồi đừng để nó sống bạn ơi. Rồi đừng để nó để trứng. Trời ơi. Lại đây.
Vâng, lại có thêm con zombie nữa. Cận chiến đi, đừng có bắn chết. Úi dồi, bọn này nó cứ tham cứu nhở. Khó hiểu thật, zombie là ít. Thì cận chiến luôn đi cho nó qua phòng trận mới cho nó vui. Rồi, tự nhiên bị lừa tình. Mày lừa tình này. Con lợn này mày lừa tình ai? Thích lừa không? Thích lừa không? Thôi. Nghe tiếng bựa vãi anh em ạ. Cảm giác như đang bắn phiên bản PUBG Mobile ấy. Phiên bản CF ấy. Rồi. À đồ, nắp trong đây. Hết giờ rồi, vẫn chơi núp lùm ý. Vâng, thanh niên này muốn chơi theo kiểu du kích Việt Nam. Núp lùm và bất ngờ. Cái phòng này nó hơi bị ít zombie các bạn ạ. Thực sự thì chơi không sướng lắm. Rồi, mong trận này sẽ nhiều nhiều zombie một tí. Mày quá, cứ tưởng mình làm zombie cơ. Mình mà làm zombie thì kiểu gì cái phòng này nó cũng full zombie thôi. Phải lôi kéo hết về đội của anh cơ. Rồi, tơ nó đi thẩm du cái này. Mệnh hay lắm đi mà. Rồi, chúng ta sẽ tết đam. Ôi, trời ơi, cái đậu xanh. Đang tết đam. Rồi, không sao, mình sẽ cho các bạn thấy phòng có hero nó sẽ như thế nào. À, mày lao vào mày. Bố mình nghĩ bố mày là ai cơ. Rồi, thẩm du mày. Con lợn này mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Đừng có chạy xuống nha. Ôi, đậu xanh. Chạy đâu rồi? Khốn thế. Hay lắm, 3Z được. Bố mày thấy mày trên đấy rồi. Con lợn này. Đấy, phòng có NST thì nó sẽ có. Nhìn có zombie thôi. Này thì quay tay. Còn thằng bên này nữa. Chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Lấy cái gì? Vâng, để mình hiếp nốt thằng này. Kết thúc trận nào. Rồi, thôi xong rồi. Bên này. Thôi, không biết chỗ nào cơ. Mày chạy đi đâu? Đường nào cũng là đường chết thôi. À, ngồi này. Ngồi này. Úi trời, thằng kia nó liếm luôn rồi. Tiếc thế. Anh em phải double kill hero cơ. Đấy, đơn giản nó thế thôi anh em ạ. Bọn này chơi zombie nó cứ thẩm du lại quay tay các kiểu. Mong trận này sẽ có hero nhiều, à chết nhầm, zombie nhiều hơn. Ừ, ít zombie này chơi không vui anh em ạ. Vâng, trường phi mình làm zombie thì nó đơn giản hóa. Rồi, chơi zombie ký sinh mà không dùng đến cái quả bom cái tu ấy. Chán thật. Á đồ, lượn đi đâu con lợn này. Rồi, thiên nhiên bỏ chạy rồi. Đáng lòng. Đây bạn ơi. Đây bạn ơi, trời bị lừa tính nhá. Khoai lắm cơ. Vâng, chạy lên rồi lại chạy xuống. Ê, làm gì mà căng, trời hết sợ luôn. Chết. Đây, sau lưng. Con này chơi cầm hero mà nó không quăng bom cái ký sinh nhở. Cái này không biết tác dụng của cái hũ mắm tôm là gì. Đấy. Thôi. Cảm những thanh niên thế này chơi ức chế cực ý. Nó cứ đi đâu ý. Mình thì ở dưới này. Rồi. Biết là quăng quả bom rồi nhưng tạch trời bạn ấy. Á đồ 3Z hay lắm. Tín bắn yếu yếu cận chiến cơ. 3Z. Mấy cái thằng chuyên môn tầm quay tay rồi kết hàng. Ôi đạn rồi. Em đâu cover xem nào. Rồi nó không đuổi theo. Mấy cái bọn này thì đuổi theo gì được. Gì đây. TMP Ares. Tuyệt vời. Cái này mà cover cận chiến thì mắc má. Bây giờ thanh niên tơ đã biết sử dụng cái quả bom Kishin. Nhưng thực sự quá muộn rồi. Và anh ta đã bị hiếp gần đến hết trận. Đấy, đường này. Cái thằng này nó vào thẩm du luôn. Rồi.
Anh tôi nhảy vào lửa tình. Nhưng kết quả là không ngồi. Thằng gấm non. Sao bọn này nó cai hàng nhanh thế nhở? Thật là hư cấu, thôi chắc mình sẽ nghỉ clip tại đây. Phòng chán quá, dù bay không có mà bắn được cái mỗi trận đầu. Đập luôn. Đập luôn. Chết. Đấy, các bạn thấy chết không ạ?